Thưa bạn, kìa ông là ai? Tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp xương hạt gió tuyết đổ về đây để làm gì? Để kể cho bạn nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện đau thương của một kẻ đắng tình. Đêm qua tôi có về ăn nơi họ hẹn cô, thì mới hay giờ cô gái đã sang sông. Thôi ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi. Ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi có một chiều nào bà dừng chân nơi quán lá, thì xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trần Quang dân biết tâm ra. Lòng vương khó sầu, cha ngài đánh thang. Dù mãi xa câu cánh thờ, ai nàng lòng mãi đôi thời xa vắng. Nói ngà từ nay thôi hết mong tương phùng, chính tâm lấy tay em lần sau cuối, rồi ân cần nào lại tìm đưa nhau, bàn tay tình yêu không lưu giữ được thì chỉ còn cho đến ngân nga lần sau cuối, trời sẽ dâng thân vào cổ giang nguyên. Em giang anh, em giang anh đi quên bỏ thù xưa, càng trả hận hận buồn càng chân ngân. Tôi không biết phải làm sao để hai nẻo buồn lịch nhà, nếu nàng biết được hận thù 20 năm về trước thì nàng mới hiểu lòng và gửi gắm cho nhau trong
Yeah.